Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình mưa lũ tại Hàn Quốc. Thưa quý vị, cơn mưa lớn bất thường những ngày qua đã khiến cho thủ đô Seoul của nước này chìm trong biển nước. Đây là trận mưa lũ tồi tệ nhất trong vòng 80 năm qua ở Hàn Quốc, làm cho tình hình nghiêm trọng. Tổng thống Hàn Quốc tiến hành cuộc họp khẩn, yêu cầu cơ quan chức năng nỗ lực hết sức để giảm thiểu thiệt hại mưa lớn gây ra. Nhiều quốc gia trên thế giới đang phải hứng chịu tình hình thời tiết cực đoan khi liên tiếp xảy ra các trận lũ lụt, mưa lớn nhấn chìm nhà cửa, khiến cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn. Mới nhất, xứ sở Kim Chi Hàn Quốc đã hứng chịu trận mưa lớn nhất trong lịch sử 80 năm. Giới chức Hàn Quốc cho biết trong đêm qua, nhiều khu vực của Seoul, thành phố cảng Incheon và tỉnh Yeonggi đã hứng chịu những trận mưa lớn hơn 100mm mỗi giờ. Lượng mưa mỗi giờ tại quận Dongyak của Seoul có thời điểm đã vượt qua 141,5mm, trở thành trận mưa lớn nhất kể từ năm 1942. Tại huyện Gangwon, cách thủ đô Seoul 62 km về phía bắc, tính đến 15 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương, lượng mưa đo được tại đây là 171mm, trong khi con số này tại Incheon là 87,9mm. Thủ đô Seoul và Gangwon đã lần lượt ghi nhận lượng mưa ở mức 60mm và 78,5mm. Hình ảnh từ các hãng truyền thông cho thấy một số nơi nước ngập sâu nhấn chìm xe ô tô, người dân phải lội nước cao trên đầu gối. Các công trình như nhà ở, công ty, đường xá hư hỏng nặng sau mưa lớn, các ga tàu điện ngầm nước chảy cuồn cuộn, cây cối đổ khắp nơi. Bên cạnh đó, một số tòa nhà và cửa hàng ở quận Gangnam bị ngập và không có điện sử dụng. Trong khi đó, nhiều người còn mắc kẹt trong xe hơi, xoay bít và tàu điện ngầm. Lim Na-kyung, một nhân viên văn phòng 31 tuổi, nói rằng tình huống khiến cô nhớ đến một cảnh trong bộ phim Titanic năm 1997. Tôi phải tiếp tục đi lên cao hơn vì tòa nhà đang ngập nước với tốc độ nhanh. Tôi không thể tin rằng tôi đã bị mắc kẹt trong tòa nhà cùng với 40 người khác ở giữa quận Gangnam. Bà mẹ hai con nói và cho biết đã trải qua một đêm tại một trung tâm Plinlet trên tầng 4. Theo chính phủ Hàn Quốc, trận mưa như trút nước khiến 5 người thiệt mạng và 4 người khác mất tích ở Seoul, trong khi ở tỉnh Gyeonggi có 2 người tử vong và 2 người khác mất tích vào lúc 6 giờ sáng. 9 người bị thương ở tỉnh Gyeonggi và 163 người từ 107 hộ gia đình ở thủ đô rời nhà và phải tạm trú trong các trường học cùng cơ sở công cộng khác. Theo Korea Times, tại quận Yonhap của Seoul có 2 người 46 tuổi và một trẻ em 13 tuổi bị mắc kẹt trong tầng bán hầm của một tòa nhà vào lúc 9 giờ 7 phút tối hôm qua, nhưng đã không may qua đời sau đó. Ở Dongyak, một nhân viên địa phương ở độ tuổi 60 đã qua đời, nghi do điện giật trong quá trình dọn dẹp một cây ven đường bị đổ do mưa. Bộ An ninh và Nội vụ Hàn Quốc thống kê khoảng 163 người mất nhà cửa và 751 tòa nhà bị ngập lụt. Ít nhất 11 bộ ngành của Hàn Quốc đã tham gia nỗ lực giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt. Bộ này đã nâng mức độ theo dõi thiệt hại lũ lụt từ cảnh báo lên nghiêm trọng vào lúc 1 giờ sáng ngày hôm nay. Cơ quan lâm nghiệp Hàn Quốc cũng ban hành cảnh báo lở đất tại 47 thành phố và quận trên toàn quốc vào sáng nay, bao gồm 9 quận ở Seoul, một phần của các tỉnh Incheon, Yeonggi, Gangwon, Bắc và Nam Chungcheon. Trước tình huống nghiêm trọng do mưa lớn gây ra, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tiến hành cuộc họp ứng phó khẩn cấp và ra lệnh cho các cơ quan chức năng tập trung vào việc ngăn chặn thương vong. Theo ông Yoon Suk-yeol, hiện mưa lớn đã được kiểm soát và các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hoạt động cứu trợ và khắc phục hậu quả tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân. Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi tăng cường kiểm soát, ngăn người dân đến các khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ lụt, nhanh chóng thông báo các biện pháp phòng ngừa cho người dân. Chính phủ Hàn Quốc cũng rà soát thiên tai hiện nay trong bối cảnh tình thái thời tiết bất thường do biến đổi khí hậu gây ra và đang diễn biến với tần suất nhiều hơn. Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc, mưa lớn trên khắp Seoul, thành phố cảng Incheon, các khu vực phía bắc của tỉnh Gyeonggi, phía bắc tỉnh Gangwon và hầu hết miền trung nước này sẽ kéo dài đến giữa tuần. Tình hình mưa lớn gây thương vong xảy ra thường xuyên do hình thái thời tiết bất thường. Cho đến nay, một số khu vực vẫn đang rơi vào tình trạng
trạng mất điện. Kể cả khu người giàu ở Gangnam, người dân đang phải tập làm quen với khung cảnh nước ngập trắng, không có chỗ ngủ vì nước dâng cao. Hy vọng với những biện pháp kịp thời, chính phủ Hàn Quốc sẽ giúp người dân khắc phục hậu quả, trở lại với cuộc sống bình thường. Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nhiều người Việt học tập và sinh sống. Có lẽ khi nghe tin về mưa lớn ở Hàn Quốc, nhiều gia đình đang có con em học tập và làm việc tại Hàn Quốc sẽ cảm thấy lo lắng vì không biết tình hình hiện tại như thế nào. Chia sẻ về trải nghiệm lội nước ngập đầu gối ở thủ đô Seoul, một số người Việt ở đây cho biết họ khá sốc và họ cũng đang nỗ lực tìm mọi cách để vượt qua những ngày mưa ngập nhà ở Seoul. Cơn mưa kỷ luật đã khiến cho cơ sở hạ tầng hệ thống giao thông của thủ đô sầm uất hư hại nặng nề. Trong một đoạn video clip được chia sẻ, có thể thấy mảng trần nhà của một ga tàu ở Isu thuộc tuyến tàu điện ngầm số 7 tại Seoul bất ngờ đổ sập xuống vì mưa lớn. Hình ảnh ngập tận nóc xe buýt, xe ô tô tưởng chừng chỉ có ở Việt Nam nay cũng đã thấy ở Seoul. Lee Dong Hae, một nhân viên văn phòng 27 tuổi ở Seoul cho biết, tôi đã ở gần ga Gangnam vào đêm qua khi lượng mưa lớn hơn với sấm sét và sấm sét nổi lên sau mỗi 30 giây. Xe buýt, ga tàu điện ngầm và đường phố chìm trong nước và đó là lúc tôi nhanh chóng quyết định đặt phòng vì không muốn bị mắc kẹt, không có nơi nào để đi. Chị Nhã Thi, 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Gwangdae, Seoul cho biết đây là năm đầu tiên lên Seoul sinh sống và chứng kiến cảnh tượng mưa lớn đến như vậy. Chị Thi cho biết việc ngập ở ga Isu khiến ga tàu này cũng chìm trong biển nước. Điều này làm tuyến tàu điện ngầm số 7 phải ngừng hoạt động, việc di chuyển của nhiều người bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, xe buýt cũng ảnh hưởng nghiêm trọng khi các tuyến xe buýt cũng không thể chạy được. Theo chị Thi, không phải khu nhà dân nào ở Seoul cũng bị ngập vì còn tùy thuộc vào khu vực và mức độ mưa cũng như địa hình. Tuy nhiên, nhà bán hầm sẽ có nguy cơ bị ngập nhiều hơn. Chị Ngọc My, 24 tuổi, hiện đang làm phiên dịch tại Seoul và sống ở quận Gangnam gần ga Đại học Quốc gia Seoul, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất cho biết, mọi thứ ập đến rất bất ngờ, nước phun ra từ trong bồn cầu và sau đó bắt đầu tràn khắp nhà. Chị cho biết quanh núi Gangnam bị ngập rất nặng, ngay sau đó mất điện và đèn giao thông bị tắt toàn bộ. Trước tình trạng đó, không còn cách nào khác, chị My và bạn cùng phòng phải mang tất cả đồ đạc giá trị theo đẩy ra ngoài tá túc. Rất nhiều người chọn phương án giống chị. Tuy nhiên, chuyến di tản khỏi nhà cũng khá bão táp khi mọi người phải lội nước giữa trời mưa như chút. Đường ngập không thể gọi taxi hay bất kỳ phương tiện công cộng nào. Chia sẻ với toàn bộ trải nghiệm nhớ đời, chị My nói, thật sự mình rất sốc. Thứ mà mình nghĩ không bao giờ gặp phải ngay cả ở Việt Nam thì nay lại gặp phải ở Seoul. Là một nơi được nhiều du khách thập phương lựa chọn làm điểm đến, Seoul thu hút bởi sự sầm uất, các công trình kiến trúc độc đáo, nhiều địa điểm ăn ngon. Thế nhưng, sau trận mưa như chút khiến cho cuộc sống đảo lộn, nhiều người Việt ở đây khuyên du khách nên cân nhắc về kế hoạch du lịch Seoul. Anh Minh Vũ, một người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Gimpo, cách trung tâm Seoul 35 km, thành thật chia sẻ, nếu đang có kế hoạch tới du lịch Seoul, Hàn Quốc vào thời điểm giữa tháng 8, du khách nên cân nhắc lại lịch trình tháng 7, tháng 8 vốn là thời điểm nóng, nhiều mưa dai dẳng, khá bất tiện cho việc đi du lịch. Năm nay mưa lại lớn hơn rất nhiều, ngập lụt nhiều nơi. Và ngày qua, anh Minh cũng liên tục cập nhật tình hình thời tiết tại Seoul và các vùng lân cận để chia sẻ tới khách du lịch Việt. Chị Lê Hiền sống tại Seoul cũng chia sẻ thêm, theo dự báo thời tiết, mưa lớn sẽ kéo dài tới hết tuần ở Seoul. Cuộc sống của mình tại đây cũng đã và đang đảo lộn. Ít nhiều du khách có mặt tại Seoul thời điểm này thì thực sự không tham quan du lịch được. Mình nghĩ các bạn nên thay đổi lịch trình, tránh thời điểm này. Do mưa lớn, nhiều nhu cầu của người dân đang tạm thời bị ảnh hưởng. Theo John Hap, mưa lớn đã gây thiệt hại cho lĩnh vực bán lẻ khi nhiều cửa hàng bách hóa và quán cà phê phải đóng cửa. Hoạt động giao hàng của các nhà bán lẻ trực tuyến cũng bị gián đoạn khi các tuyến giao thông chính bị nhấn chìm trong biển nước. Ngày hôm qua, trung tâm mua sắm EFC ở khu tài chính Jaido đã tạm thời đóng cửa do trần của tòa nhà bị thấm rột. Ở phía nam Seoul, tổ hợp nhà hàng dưới hầm Single Family Station gần bến xe khách tốc hành ở khu vực Gangnam đã phải dừng hoạt động sau khi một số khu vực bị ngập lụt. Hơn 10 quán Starbucks tại Seoul và các khu vực lân cận cũng phải ngừng hoạt động do trần nhà bị dột, cũng như phải điều chỉnh giờ làm việc của nhân viên để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, khoảng 200 cửa hàng tiện lợi đã bị hư hại do lũ lụt, mất nước và mất điện. Ngoài ra, 46 cửa hàng tiện lợi của GS25 và 40 cửa hàng của 7-Eleven cũng bị thiệt hại. Nhiều trang thương mại điện tử cũng thông báo gián đoạn hoạt động do lũ lụt ảnh hưởng đến việc giao hàng. Nhiều đơn hàng không thể giao cho khách hàng như đúng hẹn.
từng là thành phố không ngủ của Hàn Quốc, giờ đây Seoul đang chững lại bởi mưa lớn khiến cho cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cả người Hàn hay người Việt tại Hàn đều đang phải trải qua những ngày chống chọi với nước ngập trắng xóa. Các cửa hàng, tàu điện ngầm, tuyến xe buýt đều đóng cửa. Dự báo cơn mưa ở miền Trung Hàn Quốc sẽ còn kéo dài đến giữa tuần. Hy vọng tình hình sẽ sớm được cải thiện để Seoul và các vùng lân cận sớm trở lại với nhịp sống nhộn nhịp vốn có. Hiện mưa lớn tồi tệ nhất trong vòng 80 năm qua đã khiến cho nhiều vùng ở Hàn Quốc ngập nặng. Những thiệt hại do mưa lớn gây ra hiện nay vẫn chưa được thống kê đầy đủ. Tuy nhiên đã có ít nhất 16 người thiệt mạng, 17 người bị thương, 7 người mất tích và hàng trăm người mất nhà cửa, 2.800 ngôi nhà bị hư hại, 5.000 ô tô bị ngập nước. Tất cả những tin tức mới nhất về tình hình mưa lớn ở Hàn Quốc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.